Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hòa cùng với không khí đón Tết Trung thu rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui đón Tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, năm nay đêm hội trăng rằm đã được tổ chức sôi động, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em thiếu nhi. Tổng hợp của nhóm phóng viên chương trình. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hòa cùng niềm vui hân hoan của thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc đón Tết Trung thu, tối ngày 9 tháng 9 tại quảng trường 19 tháng 8, thành phố Yên Bái, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2022. Tới sự có lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình Đêm hội trăng rằm, các em thiếu nhi đã được nghe thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, thưởng thức các tiết mục văn nghệ với chủ đề đón trăng, xem màn múa lân đặc sắc và tiểu phẩm có nội dung về ý nghĩa Tết Trung thu. Đặc biệt, tham gia chương trình có 15 đội thi đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái, mang đến đêm hội những chiếc đèn lồng, đèn ông sao sáng tạo, đẹp mắt và hết sức ấn tượng. Chương trình đêm hội trăng rằm đã tạo không khí phấn khởi cho thiếu nhi vui Trung thu, chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng rực rỡ. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội tham gia hội thi đèn lồng đêm hội trăng rằm. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và thành phố Yên Bái đã tặng quà cho các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cố gắng nỗ lực trong học tập và rèn luyện, qua đó kịp thời động viên khích lệ thiếu nhi Yên Bái chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, đóng góp công sức xây dựng quê hương đất nước. Nhằm tổ chức hoạt động hưởng ứng lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Tối ngày 9 tháng 9 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 âm lịch, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo thị trấn Cổ Phúc, huyện đoàn Trấn Yên tổ chức lễ hội Trung thu cho em năm 2022 với chủ đề Lung linh sắc màu lễ hội Trung thu. Lễ hội Trung thu năm nay có 11 tổ dân phố và 3 trường học trên địa bàn thị trấn với gần 2.000 người dân, học sinh tham gia. Ngoài các tiết mục ca múa nhạc mang ý nghĩa vui tươi của ngày Tết Trung thu và đậm tình yêu quê hương đất nước ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. Phần thi đèn Trung thu, mỗi tổ dân phố tham gia trưng bày và biểu diễn một mô hình đèn hoa sen, đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn rồng, phượng, đèn con cá, tạo thành một đêm hội đường phố huyền ảo lung linh đa sắc màu, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài huyện đến xem và cổ vũ. Cùng với hoạt động biểu diễn Tết Trung thu cho thiếu nhi đã được tất cả các khu dân cư trên địa bàn huyện Trấn Yên tổ chức, tạo không khí vui tươi lành mạnh, thể hiện sự quan tâm chăm sóc và trách nhiệm của toàn xã hội dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn và giúp các em phấn khởi bước vào năm học mới 2022-2023. Tối ngày 9 tháng 9, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn đã tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi. Với mong muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ, Tết Trung thu năm nay được các địa phương trên địa bàn huyện quan tâm, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo các cháu thiếu niên nhi đồng tham gia. Đêm hội trăng rằm được mở đầu với những màn rước đèn ông sao, múa lân sôi động. Các cháu thiếu nhi đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi vui nhộn. Đêm hội trăng rằm được tổ chức thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành trong hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước, góp phần động viên thiếu niên nhi đồng huyện Văn Chấn tích cực thi đua, đạt nhiều thành tích trong năm học mới. Cũng trong dịp này, lãnh đạo huyện Văn Chấn đã trao quà cho các em thiếu nhi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tết Trung thu năm nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã chọn trường Trung học cơ sở Hạnh Sơn tổ chức điểm chương trình đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi. Tại chương trình, các em thiếu nhi đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi nổi hấp dẫn, được nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước và được xem rước đèn, múa lân, múa sư tử, hoạt cảnh sự tích Trung thu, giao lưu với các nhân vật trong truyện cổ tích Chị Hằng, Chú Quậy, mang lại không khí vui tươi phấn khởi cho các em nhỏ và các bậc phụ huynh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã trao 100 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, thị đoàn Ủy ban Nhân dân xã Hành Sơn cũng trao hơn 30 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã. Sau Tết Trung thu điểm tại trường Trung học cơ sở Hành Sơn, tối nay Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tổ chức đêm hội trăng rằm cho các thiếu nhi với lễ hội rước đèn Trung thu cùng chương trình nghệ thuật Đêm trăng của em lần thứ 2 năm 2022. Tối qua tại khu vực bờ hồ trung tâm huyện Lục Yên, Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế đã tổ chức chương trình trăng rằm đất ngọc. Sau một năm tạm hoãn do dịch COVID-19, năm nay đêm hội trăng rằm đất ngọc náo nức hơn, sôi động hơn.
Đêm hội Trăng Rằm Đất Ngọc có 17 mô hình đèn trung thu khổng lồ, đa dạng về màu sắc, hình dáng, nội dung. Từ những mô hình truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, cá chép trông trăng, đến những mô hình mô phỏng con vật khá gần gũi trong cuộc sống như hổ, chim công, 12 con giáp. Đặc biệt, trung thu năm nay vẫn duy trì được các mô hình mô phỏng những sản phẩm đặc trưng của huyện Lục Yên như cá bỗng, vịt bầu, gà trống, trâu, đá ruby. Hôm nay cũng chuẩn bị từ rất sớm để chuẩn bị để hôm nay đi đón trung thu năm đầu tiên của bé nên là rất thích. Bé đòi đi chơi, đi từ sớm, rất sớm. Đêm hội Trăng Rằm Đất Ngọc đã tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu của âm thanh, ánh sáng và trở thành sự kiện có sức hút lớn ở huyện Lục Yên. Đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ đã tập trung rất đông về khu vực bờ hồ, sân vui chơi thiếu nhi và khắp các ngã đường. Sự háo hức hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười, đặc biệt là trẻ nhỏ. Con đã đi xem rước đèn nhiều lần rồi và con cảm thấy rất vui. Hôm nay con cũng thấy thế nào? Hôm nay con cũng thấy vui. Con thích nhất mà mô hình đèn nào con? Con thích nhất là mô hình con trâu và con rồng. Vì sao? Vì con cảm thấy nó đẹp. Con đã được đi chơi rất là nhiều lần và con thể cảm thấy rất là vui. Con mong các cô các chú làm trung thu nhiều hơn để con được đi nhiều hơn ạ. Năm nay, đêm hội Trăng Rằm Đất Ngọc đã thu hút sự tham gia của các xã lân cận như Yên Thắng, Tân Lĩnh và cả các doanh nghiệp, trường học. Thậm chí có đơn vị còn có tới 2 mô hình tham gia. Đêm hội Trăng Rằm Đất Ngọc tạo nên dấu ấn đặc biệt và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân, là màn khởi đầu cho chương trình du lịch Hành Trình Về Miền Đất Ngọc, huyện Lục Yên lần thứ 3 năm 2022, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 12 tới. Chương trình Trăng Rằm Đất Ngọc năm 2022 của thị trấn tiếp tục được tổ chức và được nhân dân rất là đón nhận. Điểm mới của chương trình Trăng Rằm Đất Ngọc năm nay đó là số lượng mô hình thì nhiều hơn. Thêm vào đó là các cái mô hình thì được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng và tỉ mỉ hơn. Và qua cái chương trình này chúng tôi hy vọng là sẽ trở thành chương trình thường niên của thị trấn trong những năm tiếp theo. Không chỉ là ngày hội của riêng thiếu nhi mà đêm hội Trăng Rằm Đất Ngọc đang được thị trấn Yên Thế từng bước đưa vào trở thành sản phẩm du lịch của huyện Lục Yên. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác nhận cho 19 đơn vị với 351 lao động với mức hỗ trợ là 500.000 đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo toàn ngành tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nỗ lực tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác nhận cho 19 đơn vị với 351 lao động, trong đó có 350 lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà với mức hỗ trợ là 500.000 đồng mỗi người mỗi tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Với nhóm người lao động quay trở lại thị trường lao động, có mức hỗ trợ là 1 triệu đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác nhận cho 6 đơn vị với 36 lao động, trong đó có 33 lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trong tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 1.880 lao động. Lũy kế đến hết tháng 8 năm 2022, đã có trên 17.000 lao động được tạo việc làm, đạt 88% kế hoạch, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, từ chương trình phát triển kinh tế xã hội đã giải quyết việc làm cho hơn 8.100 người vay vốn quỹ quốc gia, giải quyết việc làm 1.922 người, xuất khẩu lao động 125 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài gần 7.100 người. Tính đến hết tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh có 2.482 người được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trợ cấp 37,6 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 2.400 người. Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn giải quyết việc làm cho người lao động, ngành lao động thương binh xã hội sẽ rà soát thu thập thông tin thị trường lao động, tăng cường giới thiệu việc làm, đẩy mạnh đào tạo nghề, xây dựng kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với các doanh nghiệp, các sở ban ngành trong tỉnh, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Yên Bái
tích cực triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến trong hoạt động nhằm mang đến sự tiện lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, định hướng của Ngân hàng Nhà nước về chuyển đổi số, đặc biệt đề án chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, Agribank Bắc Yên Bái đã từng bước xây dựng môi trường làm việc trực tuyến, chú trọng phát triển cung cấp sản phẩm dịch vụ trực tuyến phục vụ khách hàng đối tác, góp phần tạo điều kiện giảm chi phí và tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch thanh toán. Thực hiện cái chỉ đạo của Agribank Việt Nam về việc chuyển đổi số hỗ trợ thì trong giai đoạn vừa qua thì chi nhánh Bắc Yên Bái chúng tôi đã tích cực đẩy mạnh cái thanh toán không dùng tiền mặt, tức là thực hiện làm sao đấy thì cái thanh toán các dịch vụ trên nền tảng điện tử ngân hàng số thì thanh toán hóa đơn điện nước viễn thông và sử dụng khách hàng khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ internet banking, e-mobile banking và dịch vụ ngân hàng điện tử kể cả gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, tăng cường đầu tư cái hệ thống CDM gửi rút tiền tự động ngân hàng 24/24 thay thế cái sử dụng không phải sử dụng dịch vụ gửi tiền truyền thống tại quầy nữa. Với mục tiêu đưa Văn Yên trở thành địa phương đi đầu của tỉnh Yên Bái về thực hiện chuyển đổi số, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên Bắc Yên Bái đã phối hợp đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương tại các mô hình chuyển đổi số, trong đó tập trung cung cấp các dịch vụ tiện ích trong đề án chuyển đổi số như mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ ATM miễn phí, hướng dẫn khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, đăng ký dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, viễn thông qua tài khoản ngân hàng, in mã Việt QR miễn phí đặt tại các quầy thanh toán, các cửa hàng hộ kinh doanh. Với cái triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực mà có hiệu quả như thế thì cái kết quả triển khai của huyện Văn Yên nói chung thì sẽ đạt được kết quả rất tốt. Và bên cạnh đó thì cái ngân hàng thì cũng chỉ là một phần ở trong cái chuyển đổi số đó, thì chúng tôi sẽ được cung cấp được nhiều cái sản phẩm dịch vụ tiện ích tốt đến khách hàng và để khách hàng có nhiều người để tiếp cận được với những cái sản phẩm của ngân hàng điện tử. Xác định chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi về nhận thức, từ đó dần đưa chuyển đổi số hiện diện trong quản trị, điều hành và mọi hoạt động của ngân hàng, nên Agribank chi nhánh huyện Văn Yên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng tốc độ thanh toán, tăng cường an toàn, bảo mật dịch vụ, gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Dùng Việt QR thì tôi thấy là khách hàng thì có thể chuyển tiền 24/7 mọi lúc mọi nơi, và thật ra là cũng không cần phải nhớ và nhập cái số tài khoản thủ công. Đó, hạn chế nhầm lẫn sai sót cái thông tin để chuyển khoản. Thế thì mỗi lần giao dịch thì lúc trước thì không có thể là giao dịch được tiền nhiều, nhưng bây giờ có thể giao dịch được là khoảng 500 triệu trên một lần. Đó. Thế còn đặc biệt hơn nữa thì được miễn phí tạo mã và miễn phí chuyển tiền. Đấy là cái điều cũng rất là tốt. Thế còn riêng một điều tôi tâm đắc hơn là khi mà có những cái mã tiền chẳng hạn như tiền điện hay tiền nước ấy, mà trước kia là phải chạy ra tận bưu điện hoặc là đi để nộp tiền, thì bây giờ là thay vào đấy là tôi chỉ việc ở nhà để tôi chuyển khoản thôi, rất là nhanh. Sau khi được cấp ủy chính quyền địa phương thông báo tổ chức ngày hội chuyển đổi số trên địa bàn xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, rất nhiều người dân có mặt từ rất sớm để tham gia. Không chỉ được thông tin về vai trò của người dân trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số, đến với ngày hội, người dân còn được các cơ quan chức năng, các đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên Bắc Yên Bái hướng dẫn giới thiệu các tiện ích, sản phẩm dịch vụ của ngân hàng để người dân ứng dụng trong cuộc sống. Tôi cũng thấy rất là tiện ích. Tôi chỉ cần ở nhà tôi cũng có thể giao dịch được công việc, tiền điện, nước, giao dịch thẻ ngân hàng. Thì tôi thấy rất là tiện lợi. Cùng với ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại vào hoạt động thanh toán như quét mã Việt QR, thanh toán di động, thanh toán phí tiếp xúc. Để thực hiện hiệu quả đề án chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, Agribank Bắc Yên Bái còn thành lập các câu lạc bộ chuyển đổi số, trong đó tập hợp cán bộ trẻ có năng lực trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương
hướng dẫn người dân ứng dụng chuyển đổi số trên các dịch vụ ngân hàng. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết của các bạn đoàn viên thanh niên trong câu lạc bộ cũng như đoàn viên thanh niên chi đoàn, chúng tôi đã không quản ngại khó khăn vất vả, và trong những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chúng tôi đã cùng tập hợp nhau lại và đến tận thôn bản xã phường các hộ kinh doanh để quảng bá và các sản phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng tới người dùng. Đảng ủy và Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A thì cũng đã phối hợp với ngân hàng Agribank để tổ chức ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp. Theo đó chúng tôi đã đến từng hộ kinh doanh để tư vấn hướng dẫn cho người dân sử dụng hình thức thanh toán không tiền mặt bằng Việt QR. Và trong cái ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp thì thị trấn cũng đã phối hợp với ngân hàng Agribank phát 350 mã Việt QR cho các hộ kinh doanh. Và đến nay thì trên địa bàn thị trấn Mậu A, 95% các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã sử dụng Việt QR để thanh toán không tiền mặt. Buôn bán hàng công nghệ phẩm hơn chục năm nay, trước đây việc giao dịch thanh toán của gia đình chị Vũ Thị Thương, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái với khách hàng chủ yếu bằng tiền mặt nên thường xuyên xảy ra tình trạng nhầm lẫn và mất tiền. Hơn một năm nay, khi được câu lạc bộ chuyển đổi số của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Yên Bái hỗ trợ cài đặt và sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là ứng dụng Việt QR đã giúp gia đình chị kiểm soát được nguồn tài chính sau mỗi ngày bán hàng. Cái này thì cũng giúp cho gia đình, cho khách hàng nữa là thanh toán nhanh gọn. Tới đây thì khách hàng thì cũng có nhiều người muốn sử dụng thì tuyên truyền cho khách hàng để cho thanh toán nhanh hơn, chính xác hơn. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ cũng như đề án chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 xác định tài chính ngân hàng là một trong những lĩnh vực có tác động xã hội liên quan hàng ngày tới người dân, đồng thời mang lại hiệu quả cao cho đời sống. Vì vậy, cần ưu tiên chuyển đổi số trước. Thực hiện chủ trương đó, Agribank Bắc Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có những chính sách ưu đãi nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số theo định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và của tỉnh Yên Bái. Với lợi thế có mạng lưới giao dịch rộng khắp từ thành phố đến nông thôn, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, đến nay Agribank Bắc Yên Bái đã phát hành trên 130.000 thẻ ATM, có 91.000 tài khoản thanh toán, 324 đơn vị chuyển lương qua tài khoản, trên 84.000 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, 350 khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking, có 13 máy ATM, trong đó có 2 máy đa chức năng, 21 quẹt thẻ, cấp 800 mã Việt QR đến khách hàng để phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Dư nợ cho vay của ngân hàng đến nay đạt hơn 6.900 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đến hết tháng 8 đạt trên 4.500 tỷ đồng. Chúng tôi tiếp tục là thực hiện duy trì cái hoạt động của cái câu lạc bộ chuyển đổi hỗ trợ chuyển đổi số và phối hợp với chính quyền địa phương các xã, các thôn, bản để cùng với cái chính quyền và địa phương trong cái việc hỗ trợ người dân chuyển đổi số trong những ngày hội và thực hiện cái đề án chuyển đổi số của các địa phương đã xây dựng. Và thứ hai nữa là chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cái thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để có thể khách hàng cũng như người dân tìm hiểu được các dịch vụ, các tiện ích của ngân hàng điện tử sử dụng cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong cái quá trình giao dịch hàng ngày. Và nữa là chúng tôi không ngừng cải thiện cái cơ sở hạ tầng, cái vật chất trang thiết bị của hệ thống ngân hàng để đảm bảo làm sao cho hoạt động ngân hàng được thông suốt và cái ứng dụng ngân hàng điện tử nó không bị gián đoạn. Tích cực chuyển đổi số đã giúp Agribank Bắc Yên Bái mở rộng mô hình kinh doanh phù hợp, mang đến sự tiện lợi và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Qua đó góp phần quan trọng thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ cũng như đề án chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực miền núi Trung Du phía Bắc. Đúng như mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, xứng đáng là ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong sự phát triển kinh tế địa phương.